Lisa gửi lời chào đến khán giả của Nửa Vòng Trái Đất. Theo thống kê cho đến ngày hôm nay, Singapore đã có 96 ca nhiễm bệnh từ dịch Vũ Hán, nhưng 66 ca đã được xuất viện và đã được về nhà, thì còn lại 30 ca. Với cái số 30 ca nhiễm bệnh thì đã đưa cái báo động xuống từ cam thành vàng, không còn là báo động cam như là 2 tuần trước nữa. Tình hình mà người Sinh có ra đường mua khẩu trang hoặc là đeo khẩu trang như là ở Việt Nam không á, thì thật ra lúc đầu khi mà bệnh vừa bùng phát là ngay ngày 30 Tết á, thì chị Sà đã nhận được tin từ Singapore rồi là đã có người bị rồi. Ngay cả lúc đó là ở Việt Nam mình vẫn chưa ai nói về cái dịch bệnh này hết, nhưng ở Singapore đã có ca nhiễm, đã có 3 ca nhiễm, thì chị Sà đã được biết về điều đó rồi. Nhưng khi chị Sà ngày mùng 2 Tết chị Sà quay ngược về Sinh đó, thì chị Sà rất là ngỡ ngàng khi mà thấy mọi người vẫn không có nhu cầu là đeo khẩu trang như là ở Việt Nam mình. Rồi cái tình hình mà đua nhau mua khẩu trang cũng không có. Thật ra chỉ lên một số ít người mang khẩu trang thôi đó. Nhưng mà sau đó 2 tuần thì cái lượng ca nhiễm nó tăng lên một cách đột ngột. Từ cái con số mười mấy nó tăng lên gấp đôi. Thì 2 tuần đó là nó lên tới báo động cam. Thì khi chính phủ lên cái báo động cam á, mọi người là bị panic, cho nên là mọi người cũng react cho một cái gọi là tự phát. Thì lúc đó chị Sà cũng đi siêu thị, thì tự nhiên chị Sà thấy là không còn thức ăn, không còn lương thực, không còn gì hết, chứ đừng nói tới khẩu trang, tất cả không còn trong siêu thị. Mà cái tình trạng này ở Singapore rất hiếm. Nhưng mà chuyện đó thì nó cũng không xảy ra lâu. Trong vòng 48 tiếng thì chính phủ structure mọi thứ lại, là make sure là tất cả mọi thứ đều có. Và một điều nữa là chính phủ tặng khẩu trang cho từng hộ nhà. Giống như từng phường thì mình đi ra phường mình lấy khẩu trang, thì là mình vẫn có khẩu trang từ chính phủ. Và chính phủ cũng make sure là mỗi hộ nhà, thí dụ mình mua gạo chỉ được một hộ thì mua được 2 bịch gạo, mỗi bịch gạo là bao nhiêu ký đó chị Sà cũng không để ý nữa. Tại thật ra chị Sà nhà chị Sà nào chữ sẵn đó, cho nên là không bao giờ mà có cái chuyện mà phải panic như vậy. Ngay cả khẩu trang cũng vậy nữa. Cái lúc qua đây ai cũng đeo khẩu trang, mà thật ra bản thân chị Sà cũng không mua, là tại vì từ cái dịch bệnh hồi lúc trước cúm gà nó đã xảy ra một lần, thì chị Sà là cũng rút kinh nghiệm. Cho nên lúc nào trong nhà chị Sà, sau cái dịch bệnh cúm gà trong nhà chị Sà cũng trữ 5-6 hộp khẩu trang để đó. Tại vì nhà chị Sà có con nít nữa, cho nên không bao giờ để thiếu, để có gì là mình có liền khẩu trang. Từ khi dịch bệnh bùng phát cho đến ngày hôm nay ở Singapore chưa có một ngày nào trường đóng cửa, cho nên con chị Sà vẫn đi học bình thường, hai đứa nhỏ vẫn đi học bình thường. Và thật ra chị Sà lúc đầu cũng có hơi sợ, nhưng mà do là sống ở Singapore cũng khá là lâu, chị Sà rất là tin tưởng chính phủ Singapore. Tại vì những cái việc mà họ đã làm trong những năm qua làm cho không phải chị Sà không, mà tất cả những người dân ở đây rất tin tưởng. Là giống như họ có một cái điều lệ như thế này: những cái mà công ty lớn nhỏ không cần biết, khi dịch bệnh bùng phát vào cái đỉnh điểm thì họ có một cái plan là, một là sẽ work from home nếu như nó tăng lên một cái mức độ không thể nào kiểm soát. Hai là nếu như mà nó không có đến một cái mức độ mà quá tệ, thì họ đã bắt đầu split một cái company ra thành là 3-4 văn phòng khác nhau, để nếu như có một người nhiễm bệnh trong công ty thì nó không ảnh hưởng đến toàn công ty, nó chỉ là ảnh hưởng đến 1/3, 1/4 hoặc là phân nửa hoặc là gì đó của công ty. Họ make sure là vẫn giữ cái tình hình kinh tế của Singapore, họ hạn chế tối đa cái việc mà ảnh hưởng đến nền kinh tế của đất nước. Tại vì Singapore như mọi người đều biết là rất là nhỏ. Thì ở Singapore về cái chuyện mà hygiene đó, thì chị Sà nghĩ là nó là một trong những nước đứng đầu thế giới. Cho nên là cái việc mà phòng chống bệnh đó nó cũng không có khác gì lắm so với những ngày thường. Như là con chị Sà tuy là 4 tuổi, 6 tuổi, nhưng đều hiểu biết được cái chuyện là phải rửa tay trước khi ăn, phải giữ hygiene, thế này thế kia, là đã đi học, đã được trong trường là đã giáo dục rất là tốt. Thì với cái dịch bệnh này, những cái điều mà chị Sà đã và đang làm là tăng sức đề kháng cho con mình. Thứ nhất là tăng sức đề kháng cho con mình là sao? Thì chị Sà nấu ăn trong những cái buổi ăn của con mình, chị Sà tăng những cái dinh dưỡng của con mình để có một cái sức đề kháng tốt. Đồng thời là hạn chế đưa con ra những cái chỗ như là playground, và giải thích cho con hiểu là giống như weekend nó cũng hơi khó. Là thường thường con chị Sà đi chơi playground thì Sà rất là nhiều, thì hỏi mẹ ơi tại sao là không đi playground nữa, thì chị Sà giải thích là như thế này thế này thế này, thì con chị Sà hiểu và accept rồi.
Đó, thì mình chỉ có spend time nhiều hơn với con, thay vì ở ngoài đường thì mình ở nhà. Thế thôi chứ cũng không có gì gọi là khác lắm về những cái lifestyle ở đây. Câu trả lời của chị Sà là yes and no. Yes là nó ảnh hưởng đến những kế hoạch của chị Sà, như là kế hoạch travel, đặc biệt là kế hoạch travel, tại vì công việc của chị Sà travel rất nhiều. Và khi mà cái dịch bệnh vừa mới phát hiện được một tuần, thì lúc đó là mới vừa Tết và mới mùng mấy Tết thôi, thì chị Sà về lại xin, chị Sà cancel ngay tất cả những cái chuyến đi của mình mà đã được plan rồi hết. Và trong đó có một cái chuyến đi Pháp vào cái tháng 5, chuyến đi châu Âu, chuyến đi Pháp vào tháng 5 để mà dự liên hoan phim, nhưng mà chị Sà cũng cancel. Thì lúc đó thật ra đó là cũng một vài người bạn hỏi là tại sao cancel sớm quá, có thể là mọi chuyện sẽ ok trong thời gian ngắn, nhưng mà chị Sà thì cảm nhận được là cái việc này nó sẽ không có phải là sẽ end sớm như vậy đâu, và nó sẽ bùng phát nhiều hơn, cho nên là chị Sà nói thôi 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 chị Sà cancel trước đó. Rồi sau đó là những cái trip khác là chị Sà cancel hết, không 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 đi đâu hết, chỉ có trong Singapore. Thường là ít khi nào chị Sà ở trong nước mà hơn tháng lắm, bữa giờ về đây cũng là hơn tháng không đi đâu hết đó. Và tại sao chị Sà trả lời no á, là vì life và mọi chuyện nó có thể happen đúng không, thì mình phải tùy cơ ứng biến thôi. Thì nếu mình không làm được chuyện này thì mình sẽ làm chuyện khác. Điển hình như là cái vlog của chị Sà là travel, ok chị Sà không travel được, thì nó không phải là chỉ là một cái travel không trong cái vlog của chị Sà, mà nó còn về beauty, lifestyle, diet, health, everything you name it. So những cái lúc này là những cái lúc mà chị Sà có thêm những cái free time không phải travel, thì chị Sà dành cái thời gian để mà làm thêm những cái bài về những cái talk như thế này, giống như là ngồi trước máy để mà nói, để mà có những cái tip để mà sharing với lại followers của chị Sà, về những cái lifestyle của chị Sà, giống như là cái diet hay gì. Hiện tại thì trên YouTube của chị Sà thì vẫn chưa có share những cái tip đó, là tại vì chị Sà mới vừa bắt đầu thôi. Nhưng mà nếu như mọi người vào cái Truy Sa Vũ Instagram ở trong IGTV của chị Sà thì có những cái bài mà chị Sà đã từng share. Thì về cái trang phục á, như mọi người biết là Singapore chỉ có mùa nắng và mùa mưa, cho nên là hè thì suốt quanh năm trang phục của chị Sài cũng không có gì gọi là thay đổi lắm. Chỉ có một cái là mình đi ra đường thì mình phải mang khẩu trang. Thì như là một nữ hoàng bling bling đó, thì không có để trend set mình phải set trend. Thì khi mà cái hiện tượng mà phải đeo khẩu trang ra đường á, thì chị Sài cũng ngay và liền làm cho mình design cho mình một cái khẩu trang, và không để tụt ngôi nữ hoàng bling bling. Đó, thì mọi người nói chứ ủa khẩu trang đeo một lần rồi bỏ này nọ, nhưng mà thật ra cái này cái nghề của chị Sà, cho nên là đâu có sao đâu, chị Sà cứ là làm, chị Sà làm ra một cái số lượng vậy rồi xong chị Sà xài chị Sà bỏ thôi, chứ cái đó cái nghề của mình mà. Với lại không có bao giờ để tụt ngôi hết, lúc nào cũng thích đi ra đường là phải bling bling, là phải đẹp, như là mọi người thấy cái áo chị Sà hiện tại cũng bling, và cái váy chị Sà hiện tại cũng rất là bling đó, cho nên là cái khẩu trang là cũng không có ngoại lệ nha. Về cái vlog của mình đó, thì chị Sà đã cũng may là chị Sà đã quay trước Tết rất là nhiều, cho nên là cũng có phần nào là có thể trụ được thêm khoảng 2 tháng nữa. Tại vì những cái bài đi quay ở ngoài á, thì chị Sà chỉ làm mỗi chủ nhật, là chị Sà chỉ post mỗi chủ nhật một tuần một lần. Còn lại những cái bài mà chia sẻ, ngồi xuống chia sẻ với mọi người như thế này, thì là những cái đó thì chị Sà không còn phải travel, chị Sà cứ ở nhà chị Sà làm, chia sẻ những cái tip, chia sẻ những cái beauty, makeup này nọ. Thì những cái đó chị Sà làm, và sau đó chị Sà có một cái đội ngũ ekip mà edit rồi sau đó là post cho chị Sà. Hiện tại nó cũng không ảnh hưởng nhiều. Về cái phần mà travel thì thật tình là chị Sà cũng chưa biết nữa, cũng đang hơi là nhức đầu, vì địa điểm thì hiện tại bây giờ mình đi qua châu Âu cũng khó, đi qua Mỹ cũng khó, và đi về Việt Nam thì cũng khó. Nói chung là hiện tại bây giờ là bất di bất động đó,
cho nên là cũng không biết cái địa điểm sẽ là quay ở đâu, và cũng mong là cái dịch bệnh này nó sẽ nhanh chóng để mà có thuốc chữa, để mà cho mọi người sẽ quay lại với một cái cuộc sống bình thường. Thank you, Derek. Vâng, mọi người có thể tìm trên YouTube cái trang Chi Xà Vũ Official Nữ Hoàng Bling Bling. Thì thật ra Chi Xà mới vừa start cái vlog của mình chưa được một tháng nữa. Ngay sau Tết về là Chi Xà mới bắt đầu là start. Thì trên đó Chi Xà hiện tại chỉ có vài cái video. Nhưng mà Chi Xà và ekip đang rất là làm việc cực lực để mà có thêm nhiều bài bổ ích cho mọi người. Thì thôi, hôm nay Chi Xà cũng xin cảm ơn Derek rất nhiều cho cái interview này. Và cảm ơn khán giả của Nửa Vòng Trái Đất. Mong là sẽ gặp lại mọi người ở cái trang YouTube của mình, Chi Xà Vũ Official Nữ Hoàng Bling Bling. And thank you Derek again, and stay happy, stay healthy as you always are, okay? And bye Derek, see you very very soon again, and hope to see all of you at my YouTube channel, and I wish you all the best, and thank you, bye bye.